kinh hãi, người nhân viên dọn dẹp vệ sinh kể lại trải nghiệm khó đỡ, dọn nhà cho hai cha con khi người mẹ bỏ đi. Tưởng đáng thương, ai ngờ đáng sợ. Đây là câu chuyện với trải nghiệm đáng nhớ được một anh nhân viên vệ sinh chia sẻ. Theo đó, các anh nhận được cuộc gọi của người cha nọ, yêu cầu tới nhà dọn dẹp dùm vì gia đình anh chỉ còn hai bố con sống với nhau. Người mẹ đã bỏ đi từ lâu, khiến căn nhà không có bàn tay chăm sóc, dọn dẹp. Khi đến nơi, toàn bộ đội vệ sinh đã bị sốc vì cảnh tượng trước mắt. Hai bố con nằm ườn trên giường chơi game, khắp nơi là hàng núi những vỏ đồ ăn nhanh như gà rán, pizza, chất thành đống. Quần áo vương vãi khắp nơi, toàn bộ căn nhà bốc mùi hôi thối. Hóa ra đây chính là lý do khiến người mẹ không thể chịu nổi mà phải bỏ đi vì lối sống bừa bãi của hai cha con. Ngay lập tức, đội vệ sinh bắt tay vào dọn dẹp. Họ đã làm việc hết công suất để có thể trả lại diện mạo ban đầu cho ngôi nhà, từ phòng khách. Phòng ngủ của hai cha con. Cho đến phòng bếp. Người nhân viên vệ sinh cũng tâm sự rằng một đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy thật sự không tốt chút nào. Sau khi hoàn thành công việc, anh mong muốn người cha sẽ rút kinh nghiệm và giữ gìn căn nhà sạch sẽ, thay đổi lối sống của mình để làm gương cho cậu con trai nhỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.